kinh văn Nhất giả thị nhân, quán biến hóa nguyên, kiến thiên lưu xứ, danh chi vi biến, kiến tương tục xứ, danh chi vi hằng, kiến sở kiến xứ, danh chi vi sanh, bất kiến kiến xứ, danh chi vi diệt, tương tục chi nhân tánh bất đoạn xứ danh chi vi tăng tránh tương tục chung chung sở ly xứ danh chi vi giảm các các danh xứ danh chi vi hữu hỗ hỗ vong xứ danh chi vi vô dĩ lý đô quán dụng tâm biệt kiến hữu cầu pháp nhân lai vấn kỷ nghĩa đáp ngôn ngã kim diệt sanh diệt 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 hữu diệt vô diệt tăng diệt giảm ư nhất thiết thời giai loạn kỳ ngữ linh bỉ tiền nhân di thất trương cú việt dịch một là người ấy quan sát cội gốc của sự biến hóa thấy chỗ đổi rời nên gọi là biến thấy chỗ tương tục gọi là thường hằng thấy chỗ thấy được gọi đó là xanh chỗ không thấy được thì gọi là diệt chỗ các nhân tương tục tánh không dứt đoạn thì gọi là tăng, chính trong tương tục, không xa lìa nhau thì gọi là giảm, chỗ mỗi mỗi sinh ra thì gọi là có, chỗ nương nhau, hư hoại thì gọi là không dùng lý quán sát thấy đều do dụng tâm mà dẫn đến những kiến chấp sai biệt nếu có người đến cầu pháp hỏi vẻ nghĩa ấy thì đáp rằng ta cũng sinh cũng diệt cũng có cũng không cũng tăng cũng giảm luôn luôn giải thích một cách càn loạn khiến người nghe không thể hiểu được giảng. Một là người ấy quan sát cội gốc của sự biến hóa, thấy chỗ đổi rời nên gọi là biến hành giả, người sắp sửa đi vào con đường mê loạn, quan sát cội gốc của sự biến hóa ở trong hành ấm, thấy chỗ biến dịch trôi chảy nên gọi là biến. Anh ta quan sát sự trôi chảy của hành ấm và nói rằng nó đang trải qua sự biến đổi thấy chỗ tương tục gọi là thường hằng nhận thấy hành ấm tương tục không hề dừng nghỉ hành giả gọi là thường hằng thường nghĩa là không biến đổi biến đổi hàm ý vô thường trong khi không biến đổi hàm ý là thường thấy chỗ thấy được gọi đó là xanh, thấy nơi có thể thấy được gọi đó là xanh. Khi quan sát hành ấm, hành giả có thể thấy được một số vùng, thấy được sự nhiễu động vi tế và mô tả nơi ấy là sinh, chỗ không thấy được gọi đó là diệt. Hành giả không thể dò thấu những nhiễu động u ẩn của hành ấm nên gọi đó là diệt nói cách khác hành giả có thể hiểu rõ được những hiện tượng trong phạm vi tám vạn đại kiếp rồi cho đó là sinh anh ta không thể thấy được những gì ngoài phạm vi tám vạn đại kiếp nên gọi đó là diệt điều này tương tự như trường hợp trước hành giả cho rằng Chỗ các nhân tương tục tánh không dứt đoạn thì gọi là tăng, khi cái nhân tương tục không bị gián đoạn, anh ta gọi đó là thêm, đó là một trạng thái khác của hành ấm mà anh ta cảm nhận được. Chính trong tương tục không xa lìa nhau thì gọi là giảm. Trong phạm vi tương tục mà có sự tạm dừng hành giả gọi là bớt. Chẳng hạn như khi 25 vị thánh trình bày về pháp tu viên thông của mình, một trong các vị ấy trình bày về sự ngưng lại giữa hơi thở ra và hơi thở vào, đó cũng là chỗ dừng, các ngài gọi sự dừng nghỉ trong phạm vi tương tục là giảm, nhưng quý vị đừng có theo lý thuyết này, vì đó chỉ là thuật ngữ là những khái niệm do các ngài lập ra nên nó hoàn toàn không thực. Đừng có truy tìm những nguyên do trong các lý thuyết trên, đó là lý do tại sao những lý thuyết này được ngoại đạo vận dụng để mê hoặc, chẳng có nguyên do nào xác đáng ở trong những lý thuyết ấy cả. Chỗ mỗi mỗi sinh ra thì gọi là có, cho rằng sự sinh khởi của tất cả vạn pháp là có. Hành giả quan sát vạn pháp sinh khởi trong phạm vi hành ấm rồi gọi là nó có sự hiện hữu, chỗ nương nhau hư hoại thì gọi là không. Sự hư hoại của vạn vật là không, anh ta gọi nơi mà vạn vật hoại diệt và không còn hiện hữu nữa là không, đây là bốn thứ lý luận điên đảo.